Bạn đang tìm kiếm thiết bị có khả năng nấu cháo tự động, nấu cháo số lượng lớn để phục vụ cho công việc kinh doanh của mình. Bạn thấy mệt mỏi khi phải liên tục trông chừng quấy đảo cháo để không bị khê khét, bám dính. Dưới đây, nồi nấu cháo Newsun sẽ giải quyết mọi vấn đề của bạn. Nồi nấu cháo Newsun là thiết bị sử dụng năng lượng điện với bộ điều khiển thông minh, tiết kiệm điện, giúp người dùng luôn tiết kiệm được thời gian, công sức mà vẫn nấu được những mẻ cháo thơm ngon, đảm bảo chất dinh dưỡng. Nồi làm bằng chất liệu inox cao cấp 304, có 3 lớp, 2 lớp inox và 1 lớp dung dịch cách thủy, an toàn tuyệt đối với nước và thực phẩm. Nắp nồi được thiết kế hình bán nguyệt với móc tay cầm, dễ dàng đóng mở và không lo thất thoát nhiệt. Quai cầm chắc chắn, đảm bảo an toàn khi di chuyển. Ưu điểm nổi bật nữa trong thiết kế của nồi đó là được trang bị 2 loại van xả, một van xả cháo và van xả dầu. Van xả cháo giúp người dùng dễ dàng lấy cháo ra ngoài mà không cần đến các thao tác mở nắp, múc cháo như trước đây. Van xả dầu giúp người dùng xả dầu khi cần thiết. Bên hông là bộ phận tiếp nước và ống thăm dò mực nước giúp dễ dàng quan sát. Nhằm mang đến sự tiện lợi cao nhất cho người dùng nên nồi nấu cháo công nghiệp đến từ thương hiệu Newsun được thiết kế hệ thống bánh xe di chuyển 4 chiều, có khóa chốt cố định. Một điểm mới nữa của nồi là hệ thống thanh nhiệt dưới đáy nồi công suất lớn giúp cháo chín nhuyễn, không bị cháy khê đáy nồi. Vận hành đơn giản, an toàn với trang bị hộp điện điều khiển thông minh. Hướng dẫn sử dụng nồi nấu cháo. Bước 1. Tiếp nước cho nồi, sao cho mực nước ở mức 3/4 ống thăm dò hoặc dầu cao hơn đáy nồi 5-10cm. Bước 2. Cho gạo đã vo sạch và nước vào buồng trên theo tỷ lệ mong muốn. Bước 3. Cấp nguồn điện cho nồi để sử dụng. Bước 4. Vặn núm điều chỉnh tùy chỉnh nhiệt độ cho nồi. Lưu ý khi sử dụng. Luôn đảm bảo mực nước ở ống thăm dò ở mức 1/2 trở lên hoặc dầu luôn ngập đáy. Vệ sinh nồi sạch sẽ sau khi sử dụng. Định kỳ từ 20-30 ngày, vệ sinh thanh nhiệt bằng cách ngâm thanh nhiệt trong nước giấm khoảng 20 phút. Thiết kế thay đổi hoàn toàn cách nấu cháo truyền thống. Chất liệu inox cao cấp 304, an toàn tuyệt đối với nước và thực phẩm. Hệ thống điều khiển thông minh, có thể điều chỉnh to nhỏ tùy ý muốn. Trang bị 2 loại van xả thuận tiện khi sử dụng. Hệ thống bánh xe di chuyển 4 chiều, có khóa chốt cố định. Nếu bạn yêu thích sản phẩm này, các bạn hãy nhanh tay gọi đến tổng đài của Newsun 0961555155, 0961555255 hoặc truy cập website Điện máy Newsun để được tư vấn và đặt hàng. Đặc biệt khi mua sản phẩm tại Điện máy Newsun sẽ nhận được rất nhiều ưu đãi: bảo hành 1 năm, sửa chữa trọn đời, hỗ trợ kỹ thuật 24/7, đổi trả miễn phí nếu phát hiện lỗi từ nhà sản xuất, miễn phí vận chuyển nội thành các chi nhánh, hỗ trợ tìm nhà xe.